bài đọc lời Chúa Chúa Nhật thứ 15 thường niên 5B. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Amos. Amos chương 7. Trong những ngày ấy, Amasia vị tư tế ở Bethel nói cùng Amos rằng: Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Juda sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bethel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc. Amos trả lời cùng Amasia rằng: Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò và chuyên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 84. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán báo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán báo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất đức trung thành sẽ nở ra và đức công minh từ trời nhìn xuống. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trai. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa và ơn cứu độ theo sau lốt bước của người. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Bài đọc 2. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Ê-phê-sô chương 1. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức Ki-tô như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương. Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Ngài, mà Ngài đã ban cho chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài theo ý Ngài đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài là Đấng tác thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài,
Chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Kitô, trong người cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là tin mừng cứu rỗi anh em. Anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc và được ca ngợi vinh quang Ngài. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Gioan chương 1 câu 14 và 12b. Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước người thì người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 6. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và người truyền các ông đi đường, đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.